Chào các bạn, trong clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu mặt đế giày len cho bé với size 12,5cm như thế này. Thì ở clip trước mình có hướng dẫn cho các bạn cách móc mẫu mặt đế này rồi, nhưng mình hướng dẫn size nhỏ. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn size lớn với cái vòng ngoài cùng là mũi kép đơn ha. Ở đây mình có móc sẵn một mẫu mặt đế giày len giống như hướng dẫn ở clip trước nè. Thì cái mẫu này 11,5cm ha, tương đương với xích đầu tiên là 16 mũi xích. Hàng ngoài cùng là mũi nửa kép, nó sẽ giúp cho cái bề ngang của giày nó được nhỏ hơn nè. Thì đối với cái mặt đế này mình sử dụng len miêu cô tông cuộn 125g, sợi len dày tầm khoảng 1.75mm và kim hai đầu, ở đây mình dùng đầu số 4 nè. Hoặc là không có mẫu kim này thì các bạn cũng có thể sử dụng cho mình những cái loại kim có đầu kim nhỏ hơn hoặc là bằng sợi len ha, cho cái mũi móc của mình được chắc chắn hơn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc phần mặt đế. Thì đối với cái size 12,5cm này, các bạn sẽ tạo cho mình một nút, móc và kéo len qua vòng tròn, dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. 12,5cm thì khác với cái mẫu mặt đế mà mình hướng dẫn ở clip trước, các bạn sẽ gây nên cho mình 17 mũi xích ha. Trên màn hình mình có hướng dẫn cho các bạn cách để tăng size cái mẫu mặt đế này cũng như là giảm size nè. Thì tùy vào cái tay móc của thợ, có thợ móc lỏng móc chật tay, nên là các bạn sẽ dựa cho mình vào cái số đo mà mình có ghi trên màn hình, sau đó tăng hoặc giảm 1 đến 2 mũi để cho vừa với cái kích thước của cái đế giày ha. Sau khi đã gây nên được 17 mũi xích thì tiếp tục móc lên cho mình một mũi móc xích, sau đó móc vào chân thứ 17 một mũi móc đơn. Cũng giống như clip hướng dẫn trước, các bạn sẽ chia đôi cho mình cái số mũi móc xích này ra, sau đó mình sẽ lấy một nửa mũi móc đơn, một nửa mũi kép đơn, còn mũi chính giữa sẽ là mũi nửa kép ha. Ở đây mình móc 17 mũi xích, chia đôi ra thì mỗi bên sẽ là 8 mũi và ta dư một mũi để móc mũi nửa kép. Thì các bạn sẽ móc tiếp cho mình các cái chân móc còn lại nè. Ta sẽ có thêm 7 mũi móc đơn nữa. Móc đơn thứ 3 nè. Tiếp tục móc đơn thứ 4 cho chân móc thứ 4. Móc đơn thứ 5. Móc đơn thứ 6 cho chân móc thứ 6. Móc đơn thứ 7 cho chân móc thứ 7. Và móc đơn thứ 8 cho chân móc thứ 8. Khi đã được 8 mũi móc đơn như thế này, bằng một nửa so với cái mũi xích rồi, thì ta dư một mũi ở chính giữa. Thì cái mũi chính giữa này các bạn sẽ móc cho mình một mũi nửa kép, để mình có thể tăng được cái chiều cao của cái phần của cái mũi móc của mình ha. Móc cho mình vào đây một mũi nửa kép nè. Lúc này chiều cao của mũi móc mình nó đã cao lên được một chút rồi, thì các cái mũi móc còn lại sẽ móc cho mình mũi kép đơn nha. Ta sẽ có 8 mũi kép đơn cho 8 chân móc cuối cùng. Kép đơn thứ nhất nè. Tiếp tục các chân móc kế tiếp nha. Kép đơn thứ hai. Kép đơn thứ ba. Kép đơn thứ tư. Kép đơn thứ năm. Kép đơn thứ sáu. Mũi kép đơn thứ bảy cho chân móc thứ bảy. Và mũi kép đơn thứ tám cho chân móc cuối cùng. Thì như vậy là mình vừa hoàn tất được hàng móc đầu tiên của cái phần mặt đế. Nó sẽ có cái độ giảm dần ở phần gót giày và tăng dần ở cái phần mũi giày nha. Ở cái chân móc cuối cùng ta đã móc được một mũi kép đơn rồi, thì các bạn tiếp tục móc cho mình vào đó 6 mũi kép đơn nữa, để ta có được 7 mũi kép đơn cho cái chân móc cuối cùng này. Ta có kép đơn thứ hai nè. Tiếp tục mũi kép đơn thứ ba, mũi kép đơn thứ tư, kép đơn thứ năm, kép đơn thứ sáu và mũi kép đơn thứ bảy. Như vậy là chân móc cuối cùng của mình sẽ có được 7 mũi kép đơn nha. Đây, chân móc cuối cùng của mình sẽ có 7 mũi kép đơn nè.
5, 6 và 7 nè. Ta có 7 mũi kép đơn cho chân cuối cùng. Để móc tiếp phần mặt đế thì tiếp tục các bạn sẽ di chuyển kim cho mình đến các chân móc đối diện với các cái chân móc mà mình vừa móc ban nãy á. Đây các cái chân móc đối diện này nè. Thì ở mũi móc bên này ta móc mũi gì thì cái chân móc đối diện của nó sẽ móc cái mũi đó nha. Chân kế bên mình móc mũi kép đơn cho cái chân ở phía dưới thì chân này các bạn sẽ móc cho mình mũi kép đơn nè. Tiếp tục chân kế bên cũng móc mũi kép đơn ha, vì chân của nó đối diện là mũi kép đơn nên chân này sẽ móc mũi kép đơn. Tương tự cho chân kế tiếp cũng vậy nè, cũng móc một mũi kép đơn. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình các cái chân móc còn lại nha. Chân bên này là mũi gì thì chân đối diện nó sẽ là cái mũi đó. Ở đây là mũi kép đơn nè. Kế tiếp cũng là mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng là mũi kép đơn ha. Kế tiếp này cũng là mũi kép đơn nè. Khi đã móc được các cái mũi kép đơn, ta có được 8 mũi kép đơn ha, tính luôn cả cái vòng tròn mà 7 mũi đó. Thì cái mũi kế tiếp này nè, ta có mũi nửa kép thì cái mũi này các bạn sẽ móc cho mình mũi nửa kép nha. Còn lại các chân móc còn lại ta sẽ có mũi móc đơn nè. Lúc này cái hàng móc của mình cái mũi móc nó sẽ có cái độ cao giảm dần. Các cái mũi móc còn lại thì ta sẽ móc mũi móc đơn cho đến cuối hàng nha. Tức là mình cũng có 8 mũi móc đơn. Sau khi đã móc được đến cuối hàng thì cái phần mặt đế của mình có hàng móc đầu tiên sẽ là như thế này. Đây là vòng móc đầu tiên của cái phần mặt đế ha. Nó sẽ rộng ở cái phần đỉnh giày và bo lại ở cái phần gót giày. Ở clip trước size nhỏ mình hướng dẫn cái mũi móc cuối cùng này mình thêm 2 mũi móc đơn nữa. Tức là ta sẽ có 4 mũi móc đơn tính luôn cả mũi đầu tiên mà mình gây nên và mũi cuối cùng này ha. Thì các bạn sẽ móc vào đây cho mình 2 mũi móc đơn nữa. Như vậy là chân móc cuối cùng này ta sẽ có được 4 mũi móc đơn tính luôn cả mũi đầu tiên mà mình gây nên ở đây nè. Ta có được 4 mũi móc đơn cho cái size nhỏ hơn ha. Thì đối với size lớn hơn á, cái hàng ngoài cùng mình móc mũi kép đơn cho nên ở cái điểm cuối cùng này các bạn sẽ móc thêm cho mình một mũi móc đơn ở đây nữa. Như vậy là mình sẽ có được 5 mũi cho cái chân móc cuối cùng nha. Chân móc đầu tiên và 4 chân móc mà mình thêm cuối cùng ở đây. Ta sẽ có 5 mũi. Sau đó kết thúc vòng móc này, các bạn sẽ di chuyển kim cho mình đến chân móc của mũi móc đơn mà ta gây nên đầu tiên á, của cái phần mặt đế á, móc vào đó cho mình một mũi dời. Lên 2 xích. Như vậy là vòng móc đầu tiên của phần mặt đế mình vừa hoàn tất ha. Ta sẽ gây nên 17 xích nè và hoàn tất được vòng móc đầu tiên cho size 12,5 cm. Vòng móc thứ hai thì các bạn sẽ sử dụng cho mình mũi kép đơn. Các bạn sẽ móc cho mình các cái mũi kép đơn vào các cái chân móc này ha. Thì chân đầu tiên là chân ta vừa móc mũi dời á, các bạn cũng móc vào đó cho mình một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng một mũi kép đơn. Từ đây sẽ móc tương tự cho mình các chân móc còn lại nè. Cho đến khi các bạn gặp cái chân móc đầu tiên của cái cụm 7 mũi ở phía dưới á. Đây là cụm 7 mũi thì cái chân đầu tiên này nè, các bạn sẽ móc đến cho mình cái chân móc sát bên ha. Mỗi chân móc cứ móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc.
Khi móc được các cái mũi móc kép đơn nè, đến cái chân móc sát cái cụm 7 mũi ở phía dưới, thì chân kế tiếp mà mình gặp sẽ là cái chân móc đầu tiên của cụm 7 mũi và các cái chân móc còn lại của cụm này. Thì các bạn móc cho mình vào chân đầu tiên 2 mũi kép đơn cùng chân ha. Tiếp tục kép đơn thứ hai vào chân móc thứ nhất này nè. Tương tự cho chân móc thứ hai của cụm 7 mũi cũng vậy, cũng móc cho mình vào đó 2 mũi kép đơn cùng chân. 1 và 2. Tiếp tục chân thứ ba cũng 2 mũi kép đơn vào cùng một chân móc và các bạn sẽ móc cho mình 7 cụm liên tiếp ha. Tức là ta sẽ móc vào 7 chân móc của cái cụm 7 mũi phía dưới á. Chân thứ ba nè, tiếp tục chân thứ tư. 2 mũi kép đơn. Chân móc thứ năm tương tự, 2 mũi kép đơn vào cùng một chân móc. Chân thứ sáu cũng 2 mũi kép đơn. Tương tự chân thứ bảy, chân móc cuối cùng của cụm cũng 2 mũi kép đơn. Như vậy là ở cái phần đỉnh dày mình đã tăng lên được 7 cụm móc nè. Ta sẽ có 7 cụm móc và có 2 mũi kép đơn vào cùng một chân móc ha. Và để tiếp tục vòng móc này, các bạn sẽ di chuyển kim cho mình đến các chân móc còn lại ở bên này và mỗi chân cũng móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc nè. Làm tương tự cho các chân móc còn lại ha, giống như cái phần mà mình móc ở ban đầu á. Mỗi chân móc cứ móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi đã có được các cái mũi kép đơn cho đến cuối vòng thì ở đây nè, cuối cùng các bạn sẽ dư ra cho mình 4 mũi móc. 4 mũi móc này nó sẽ cùng một chân móc cuối cùng của cái vòng móc ha. Thì các bạn cũng móc tương tự cho mình nè, mỗi chân móc ta sẽ móc 2 mũi kép đơn vào cùng một chân móc. Thì chân đầu tiên của cụm cũng móc 2 mũi kép đơn. Đây là chân đầu tiên nè ha. Móc vào đó cho mình 2 mũi kép đơn. Tương tự cho chân móc thứ hai của cụm cũng vậy, cũng móc cho mình vào đó 2 mũi kép đơn. Kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai. Tương tự cho chân móc thứ ba, 2 mũi kép đơn vào cùng một chân móc. Lúc này hàng móc của mình nó sẽ còn một chân móc, thì ở đây các bạn sẽ để ý cho mình nè. Khi móc cái mũi móc cuối cùng á, ở đây mình có hai chân móc nè. Đây. Thì đây sẽ là cái mũi cuối cùng của mình ha. Nhiều bạn dễ bị nhầm lẫn với cái mũi dời mà ta kết thúc ở cái vòng móc bên trên. Thì đây sẽ là mũi dời nè. Đây là chân của mũi dời mà ta kết thúc cái vòng bên trên ha. Thì móc cho mình vào cái chân sát bên nè. Chân sát bên sẽ là chân cuối cùng ha. Hai mũi kép đơn. Như vậy là ở đây mình sẽ tạo ra được 4 cụm chân móc. Móc vào 4 chân của cái cụm phía dưới nè. Thì tiếp tục ta sẽ không móc vào cái chân mũi dời này nữa, mà các bạn sẽ di chuyển kim cho mình đến chân móc của mũi kép đơn đầu tiên ở vòng móc này, móc vào đây một mũi dời. Như vậy là mình sẽ hoàn tất được vòng móc thứ hai ha. Tiếp tục móc lên 2 xích. Và để tiếp tục vòng móc thứ ba, các bạn sẽ sử dụng mũi kép đơn để móc cho mình. Size nhỏ thì mình sẽ móc mũi nửa kép hoặc là mũi móc đơn. Và size nhỏ mình sẽ móc 3 mũi ở đây thôi ha. Ở đây mình móc size lớn nên các bạn sẽ móc cho mình vào đây 4 mũi. Và hàng ngoài cùng mình sẽ móc mũi kép đơn. Thì ta sẽ móc vào cái chân móc các bạn vừa móc mũi dời á. Đó sẽ là chân móc đầu tiên. Các bạn sẽ móc cho mình vào đó 2 mũi kép đơn cùng chân móc cho cái chân đầu tiên ha. Size nhỏ cũng móc cho mình 2 mũi nửa kép hoặc là 2 mũi móc đơn cho cái chân móc đầu tiên này ở vòng móc thứ 3. Đây, ta có được cái chân móc đầu tiên ha.
Tiếp tục ở các chân móc kế tiếp thì các bạn cũng sử dụng mũi kép đơn cho mình, và ta sẽ móc mỗi chân móc là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Chân kế bên một mũi kép đơn nè. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng tương tự ha, một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng một mũi kép đơn. Móc tương tự cho mình, mỗi chân là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc được các cái mũi kép đơn như thế này rồi thì đến cái cụm có hai mũi kép đơn cùng một chân móc của cái cụm 7 mũi ở phía dưới á. Đây, hai mũi kép đơn này có cùng một chân móc ha. Chân thứ nhất nè và chân thứ hai nè. Thì chân thứ nhất các bạn sẽ móc vào đó cho mình một mũi kép đơn. Ở cái chân móc thứ hai của cái cụm hai mũi này nè. Thì chân thứ hai này ta sẽ móc vào đó hai mũi kép đơn cùng chân ha. Kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai. Như vậy là ta vừa móc được một cụm gồm một mũi kép đơn xen kẽ là hai mũi kép đơn cùng chân móc. Ta tăng lên được một mũi ha. Và ta sẽ tăng ở cái chân móc thứ hai của hai mũi cùng chân phía dưới nè. Thì tiếp tục hai chân kế tiếp sẽ là hai chân móc của cái cụm tiếp theo nè. Hai chân móc này có cùng một chân móc ở phía dưới ha. Thì chân đầu tiên các bạn cứ móc cho mình như vậy nè. Ta sẽ móc một mũi kép đơn xen kẽ hai mũi kép đơn cùng chân ha. Chân kế tiếp móc hai mũi kép đơn. Ta cũng được thêm một cụm chân móc thứ hai nè, một mũi kép đơn, sau đó là hai mũi kép đơn cùng chân. Thì các bạn cứ móc cho mình cái cụm này tương tự cho đến khi ta được 7 cụm liên tiếp ha. Chân kế bên một mũi kép đơn thì chân kế tiếp sẽ là hai mũi kép đơn cùng chân móc. Và hai mũi kép đơn cùng chân móc ta đều móc vào chân thứ hai của hai mũi có cùng chân của cái cụm phía dưới nè. Đây, chân thứ nhất và chân thứ hai nè, thì chân thứ hai sẽ móc vào đó hai mũi kép đơn cùng chân móc. Ta sẽ được cụm thứ ba nè ha. Tương tự mũi kép đơn, sau đó hai mũi kép đơn cùng chân móc. Ta được cụm thứ tư nè. Tiếp tục cụm thứ năm, một mũi kép đơn, sau đó là hai mũi kép đơn cùng chân móc. Cụm thứ sáu, một mũi kép đơn, sau đó là hai mũi kép đơn cùng chân móc. Ta được cụm móc thứ sáu nè. Tiếp tục cụm móc cuối cùng là cụm móc thứ bảy, một mũi kép đơn, sau đó là hai mũi kép đơn cùng chân móc. Khi đã móc được 7 cụm liên tiếp với nhau như thế này thì hàng móc thứ ba nó sẽ giúp cho cái phần đỉnh giày của mình á, cái đỉnh của đế giày nó được rộng ra hơn ha. Các chân móc còn lại bên này thì mỗi chân sẽ là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Móc tương tự cho mình các chân móc còn lại ha. Và ở những cái size nhỏ hơn thì các bạn có thể thay bằng mũi nửa kép hoặc là mũi móc đơn, và ta cũng móc 7 cụm xen kẽ như vậy ha. Móc tương tự cho mình cho đến cái cụm hai mũi móc cùng chân ở phía dưới nè, cụm đầu tiên nha. Mỗi chân móc cứ móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc.
Khi đã móc được các cái mũi kép đơn như thế này rồi nè, cho đến bốn cái cụm mà ta gặp tiếp theo, đây là cụm đầu tiên có hai mũi móc cùng chân ha, thì các bạn cũng móc tương tự cho mình. Chân đầu tiên là một mũi kép đơn và chân thứ hai là hai mũi kép đơn cùng chân, móc cho mình bốn cụm liên tiếp. Đây, ở đây mình sẽ có bốn cụm liên tiếp như thế này ha. Chân đầu tiên một mũi kép đơn nè, thì tiếp tục chân móc thứ hai sẽ là hai mũi kép đơn cùng chân. Ta được cụm móc thứ nhất ha. Tiếp tục cụm móc thứ hai, một mũi kép đơn. Sau đó là hai mũi kép đơn cùng chân móc. Ta có cụm móc thứ hai. Tiếp tục một mũi kép đơn. Sau đó là hai mũi kép đơn cùng chân móc. Ta có cụm thứ ba nè. Tiếp tục ở hai chân móc cuối cùng này cũng móc cho mình một cụm gồm một mũi kép đơn nè, sau đó là hai mũi kép đơn cùng chân móc. Như vậy là ở phần gót của đế giày mình cũng có ra được bốn cụm chân móc như thế này ha. Và ở đây cái chân móc cuối cùng là cái chân mũi dời, là cái chân của mũi dời ha. Các bạn sẽ không móc vào đó mà di chuyển kim cho mình đến chân móc của mũi kép đơn đầu tiên ở vòng móc này và cũng móc vào đó một mũi dời. Sau đó móc lên một mũi móc xích. Như vậy là mình vừa hoàn tất được một mẫu mặt đế dày len với cái cách tăng size cho bề ngang của mặt đế mình nó được rộng hơn nè, vừa với phần chân của bé. Đây là bề ngang phần thân trên ha. Và đây là phần gót giày với 4 mũi móc đơn cho cái hàng móc đầu tiên. Thì đối với cái size nhỏ, cái size hôm trước mà mình hướng dẫn á, hàng móc ngoài cùng mình móc mũi nửa kép nè. Đây là cái chân móc 7 mũi ha. Thì ở cái phần thân trên ta sẽ móc tương tự giống như cái phần mà mình vừa hướng dẫn. Hàng móc thứ hai sẽ có 7 cụm liên tiếp và hàng móc thứ ba sẽ có 7 cụm xen kẽ ha. Hàng thứ ba ta móc mũi nửa kép nè, các bạn cũng móc cho mình xen kẽ mũi nửa kép, một mũi nửa kép xen kẽ hai mũi nửa kép cùng chân và cũng đâm kim vào chân thứ hai của hai mũi cùng chân phía dưới và móc ha. Ở đây ta sẽ có 7 cụm liên tiếp. Còn về phần gót giày nó sẽ khác, là ta sẽ móc 3 mũi kép đơn cho cái chân móc cuối cùng thôi nè, thay vì là 4 mũi như clip hướng dẫn vừa rồi, thì ở đây mình sẽ móc 3 mũi. Khác với cái mẫu tăng size này là 4 mũi móc đơn cho chân móc cuối cùng ha. Lúc này cái hàng móc thứ hai của cái mặt đế nhỏ ta sẽ có 3 cụm hai mũi móc cùng chân nè. Phần tăng size thì sẽ có 4 cụm ha, hai mũi móc cùng chân. Ta cũng lưu ý cho mình ở cái chân mũi dời ha, ta sẽ không móc vào chân mũi dời mà các bạn chỉ móc cho mình vào cái chân móc chính xác của nó thôi nè. Vòng móc thứ ba cũng tương tự. Ở đây cũng móc cho mình hai mũi nửa kép ha. Và cũng lưu ý cái chân móc mũi dời và các cái chân móc ở phía sau nó thì cũng móc xen kẽ nè. Thay vì là mũi kép đơn thì các bạn sẽ sử dụng mũi nửa kép hoặc là mũi móc đơn ha. Ta sẽ có 3 cụm cho cái size nhỏ. Móc đơn cũng vậy ha, ta cũng có 3 cụm. Thì mình sẽ hoàn tất được một cái mẫu size nhỏ. Và size lớn mình sẽ thăng size như thế này ha. Chúc các bạn thành công!